Xin chào quý cô chú anh chị gần xa nha. Cả nhà ơi, đây là cây bông siêu bông Sài Gòn nè cả nhà. Trời ơi, cái bông của nó tuyệt đỉnh luôn. Tuyệt mà vời luôn, tuyệt vời luôn anh chị ơi. Đây nè, bông của nó là bông chùm, hoa của nó là to cành 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 vậy nè. Siêu bông Sài Gòn quá xuất sắc rồi mọi người ơi. Rồi ngày hôm nay thì em về được lô siêu bông Sài Gòn mini mọi người. Đó, mini đế đẹp lắm, nụ nhiều. Trời ơi, làm gì giành giật nhau quá trời đất gì đây. Đó này cả nhà. Trời ơi, lô này đế to nha. Đế to, củ bự. Cho chị mượn hai cây cái coi. Rồi quay cho cả nhà mình xem nha cả nhà ơi. Đó, siêu bông Sài Gòn, hàng mini mà nụ nhiều, đế to, củ bự ha. Đây nè mọi người nhìn nụ nè. Đó, rất là ok nha. Rồi em quay cái máy này nhìn rõ từng nút nụ chi tiết luôn. Rồi đây nè anh chị ơi. Đó, đây em bán combo vậy nè. 10 cây 300, 10 cây 300 bao xít nha. Rồi đi ra ngoài đây cho mọi người mình xem đi. Cho dễ nè. Đó. Cứ thầy ơi nói tùm lộn rồi.